Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm. Sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster trong khu chợ Á Đông, đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình là nói về chuyện ông John Bolton. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe nhiều lắm rồi, và John Bolton là viết, khi mà gần đây là viết một cuốn sách để nói xấu Tổng thống Trump, và cái ông ấy đưa tung ra những cái tin là Tổng thống Trump đã phải nhờ Tập Cận Bình, nhờ tụi Ba Tàu để mà giúp cho tái cử kỳ này. Thì thật sự người ta nói John Bolton bây giờ là coi như xong đời rồi. Bởi vì trong buổi trả lời phỏng vấn được phát vào tối Chủ nhật vừa qua, thì John Bolton đã tố cáo là Đảng Dân Chủ ở Hạ viện đang tìm cách sử dụng ông ta như là một con dê tế thần vậy. Ông nói, tôi nghĩ rằng Đảng Dân Chủ Hạ viện đã xây dựng một vách đá, họ đã tự ném mình ra khỏi nó. Nửa đường nhìn lên, họ nhìn lên và thấy tôi, họ nói rằng, này, tại sao bạn lại không đi cùng? Họ cũng tồi tệ tương đương với Trump. Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, người giữ vai trò chủ chốt trong việc luận tội Tổng thống Trump, nhận xét sau khi cuộc phỏng vấn được phát sóng. Ông ta nói như sau. Tối nay, John Bolton đã nhấn mạnh lý do tại sao ông ta không tới Quốc hội và làm chứng thay vào đó là để dành cho một cuốn sách. Bolton khẳng định đó không phải là vì tiền. Khi bạn nghe ai đó nói là không, đây không phải là vì tiền, thì đó chính là vì tiền. Thật ra thì Bolton không đáng thương hại, nhưng mà người ta ghê tởm những cái hành vi của Đảng Dân Chủ bởi các cái hành xử lợi dụng người khác rồi lại lạnh lùng vứt bỏ như là vắt chanh bỏ vỏ vậy. Và nhưng mà ở đây tác giả lại viết là đáng thương nhất là mấy bác gốc mít đi tin vào cái mồi Trump van nài Tập Cận Bình giúp mình tái đắc cử. Không biết có rút kinh nghiệm gì không, mà họ nói cá cha thì khó nói lắm, vừa thoát lưỡi câu xong nhưng thế mồi là lại chén ngay. Đó là bài viết. Thế ý tưởng này là của một người tên là Ngô Nhật Đăng, hình như trên Facebook Ngô Nhật Đăng thì phải. Và quý vị biết ông John Bolton này, ông là cố vấn an ninh của Tổng thống Trump. Và ngày xưa khi mà ông ấy được Tổng thống Trump chọn thì mình cũng vui là tại ông diều hâu quá thì ông ấy không có nhu nhược giống như là những tổng thống thời Dân Chủ, thì ông sẽ giúp Tổng thống Trump rất nhiều trong vấn đề mà gọi là cắt tát cạn đầm lầy, cũng như là đối phó với những cái nước mà đang gọi là đang coi như là đối kháng với nước Mỹ. Nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tổng thống Trump không biết tại sao, bây giờ mình mới biết ra được, vào năm 2005 thì thời đó thời ông Bush con, thì 36 thượng nghị sĩ đã ngăn cản Tổng thống Bush là không có đưa ông vào cái chức vụ mà đại sứ Mỹ ở tại Liên Hiệp Quốc. Và người ta nói rằng cái lý do chính đáng là John Bolton không đáng tin cậy. Thì mình không biết là Tổng thống Trump, ai giới thiệu cho Tổng thống Trump, và Phương Thanh thấy những người đó, những người mà họ vào, họ làm dưới trướng của Tổng thống Trump, hình như là họ ganh tức rồi họ bị mua chuộc, hay họ vì sao đó. Tại vì dĩ nhiên là Tổng thống Trump là người mà là đứng đầu cái đất nước này, mà họ là làm việc ở dưới quyền, mà họ lại cứ muốn hoạnh hoẹ, họ muốn ngồi trên đầu người khác. Đối với Tổng thống Trump không có chuyện đó. Và quý vị biết có những mỗi một người này đều có những cái khả năng riêng biệt của họ, nhưng mà cái nhìn của họ không giống như cái nhìn của Tổng thống Trump được. Rồi có thể là ông muốn đánh nước này, ông muốn đánh nước kia, rồi ông mới làm muốn đủ thứ hết. Nhưng mà đâu có phải Tổng thống Trump muốn đánh nước nào là đánh, muốn quyết định sao, cũng phải có những cái liên hệ chồng chéo, hoặc là cũng phải nhìn trước nhìn sau. Một cái quyết định mà đi gây hấn với nước khác cũng không phải là dễ dàng. Tổng thống Trump chỉ muốn lấy lại quyền lợi cho nước Mỹ và lấy lại tất cả những gì mà các nước khác họ lợi dụng nước Mỹ qua bao nhiêu đời thế hệ, đời Tổng thống tiền nhiệm rồi. Như ngay như ông Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng vậy. Ông ta chỉ có khác biệt với Tổng thống Trump về vấn đề mà rút quân ra khỏi Syria.
thôi là ông ấy bắt đầu ông ấy muốn từ chức ống nghỉ, mà ông ấy cho một cái thời hạn, nhưng mà Tổng thống Trump là sa thải liền. Thì ông ấy đã thù hận, đó là những tư thù cá nhân, để rồi ông ấy lại nói xấu Tổng thống Trump. Tất cả những người mà đi ra khỏi Tòa Bạch Ốc là người ta đều, những người đều là muốn, họ khi mà họ muốn giữ một cái chức vụ gì ở trong Tòa Bạch Ốc, ở dưới quyền Tổng thống Trump, họ đều muốn là họ có thể control được Tổng thống Trump ở khía cạnh này hoặc khía cạnh khác. Nhưng mà ông ấy là Tổng tư lệnh và ông giỏi lắm. Thế quý vị biết là Tổng thống Trump là văn võ kim toàn. Mấy người này chỉ là những tay chân để mà có thể giúp Tổng thống mà gọi là điều hành đất nước thôi, chứ không phải là muốn ngồi trên đầu người khác như vậy. Thành thử ra không được. Rồi tất cả những bộ trưởng như ông bộ trưởng ngoại giao hồi trước cũng vậy. Rồi nghĩa là bộ trưởng quốc phòng, rồi bộ trưởng tư pháp, tất cả những người mà đã ra đi rồi đều là những người tư thù cá nhân với Tổng thống Trump. Họ đâu có vì nước Mỹ, họ đâu có vì dân Mỹ đâu, mà thật ra những cái nhìn của họ nó không phải là một cái nhìn toàn diện. Thành thử ra mình cứ vẫn câu mình nói là những con chim sẻ không thể hiểu được đường bay của đại bàng. Tổng thống Trump là một người rất giỏi, nghĩa là đánh đông dẹp bắc, phải nói là ông rất thông minh và lại được nghĩa là được long thần hộ pháp bảo vệ cho Tổng thống. Quý vị thấy biết bao nhiêu tai nạn đã đổ xuống trong cái thời gian mà Tổng thống Trump làm việc, nhậm chức Tổng thống trong khi điều hành đất nước á. Nhưng mà rồi tai qua nạn khỏi, tất cả mọi chuyện đều là được giải quyết hết. Nếu mà không có sự trợ giúp của Thượng Đế, làm sao mà sức con người có thể được với cái sự đánh phá tàn nhẫn của bọn dân chủ cũng như là những cái thế lực mà chống đối Tổng thống như vậy. Và thưa quý vị, một Tổng thống Trump vừa mới ra một cái lệnh cho phép bỏ tù tới 10 năm những kẻ phá hoại những cái tượng đài. Quý vị biết gần đây là bị lợi dụng quá sức, mà nghĩa là họ bây giờ họ không còn chính nghĩa nữa. Lúc đầu họ đưa ra một cái chính nghĩa ảo thôi, có nghĩa đòi bình đẳng cho, gọi là Black Lives Matter, bình đẳng cho những người, cuộc sống của những người dân Mỹ là phải đáng được tôn trọng, người dân Mỹ đen đó, đáng được tôn trọng. Nhưng mà họ làm quá rồi, họ bị những thế lực xấu nó lợi dụng, rồi đi đập đổ tất cả những cái tượng mà từ xưa mấy trăm năm nay, từ ngày lập quốc tới bây giờ, những vị tổng thống có công với đất nước Mỹ, đó là những biểu tượng văn hóa của nước Mỹ, họ đạp đổ hết. Họ hận thù, chỉ cần da trắng là họ kéo tượng đổ xuống. Nhưng mà một cái điều mà họ làm nhiều mà tệ nhất là có vị tổng thống như là ông tổng thống George Washington, là một người là vị cha già lập quốc của nước Mỹ, họ lại dùng một cái lá cờ, họ kéo cổ của cái tượng nó xuống, rồi là họ đốt cái tượng đó bằng một lá cờ khác. Mà lá cờ đó chính là lá cờ mà tổng thống George Washington cùng với các gọi là những người mà gọi là anh em của ông ta, tức là những người mà cùng khai phá cái đất nước này, rồi đổ máu ra để mà bảo vệ cho đến giờ phút này, thì họ là lấy chính những cái biểu tượng đó để họ đốt cái bức tượng. Rồi lại như ông tổng thống Andrew Jackson thì phải, rồi vị tổng thống Theodore Roosevelt, rồi như tổng thống Abraham Lincoln là cái người mà giải phóng nô lệ da đen, cũng bị những người đã giải phóng nô lệ mà người ta lại không biết ơn, mà lại vẫn tô tượng ông, rồi làm nhiều cái trò rất là bất kính và phải nói là nó phải nói là vô văn hóa thì là đúng nhất. Họ không hiểu gì cả, họ chỉ có hùa nhau, họ làm những chuyện bậy và họ nghĩ rằng cái đó là hay lắm. Và quý vị biết hiện nay một cái điều mà nó xảy ra hàng ngày mà chúng ta phải để ý mới thấy là ngay những cái cảnh sát bây giờ họ thật sự là họ đang bị kỳ thị, họ không còn được có một cái uy như hồi trước nữa. Tức là họ ra đường, có những người Phương Thanh coi được ở trên Twitter, có một cái đoạn video cho biết là một người phụ nữ là Mỹ trắng, là da trắng, tại vì họ đeo cái mặt nạ thì mình cũng không nhìn rõ được là bao nhiêu tuổi, nhưng mà thấy là còn chưa già, không phải là nhỏ nữa, mà nghĩa là còn đang là kiểu như là cũng là khoảng ba mấy tuổi thôi. Thì bà đi ở trên đường, bà đi rất là không có theo luật lệ gì cả, cứ họ cứ đi tới đi lui mà rích rắc rích làm sao mà cái nghĩa là để cho một ông cảnh sát mà Mỹ đen, ông ấy phải
gọi là chớp đèn để mà hỏi giấy bà, thì nhất định bà không nghe, bà không chịu, bà đi lái thẳng xe về đến nhà bà, rồi bà xuống rồi bà la hét lên, bà khóc lóc, bà làm kinh khủng lắm. Mà ông cảnh sát đó đâu có làm gì bà, ông nói là ông chả, tôi không làm gì cả, nhưng mà tôi biết nhà của bà, tôi biết số xe của bà rồi. Rồi bà tự nhiên bà ngồi bà bịt lấy cái số xe của bà, rồi bà cứ bù loa bà khóc, bà tính làm lớn chuyện. Họ bây giờ ở ngoài đường, họ không cần, họ nghĩ là cảnh sát hiện nay đang bị coi thường, đang bị chà đạp, cho nên họ không cần tuân theo luật lệ luôn. Quý vị thấy bất cứ thành phần nào cũng vậy, dù trắng dù đen, dù vàng dù xanh, dù gì cũng được hết, cũng vậy hết, dù đỏ cũng vậy, tất cả mọi thành phần đó đều có người xấu và người tốt. Chúng ta không thể nói là hoàn toàn là những người trắng là tốt. Những người phải ý thức thì không nói làm gì. Còn những người mà vô ý thức thì họ cứ thấy dậu đổ thì bìm leo. Họ bất tuân luật lệ, mà nếu mà ở đi đường mà không có gọi là tôn trọng cái luật lưu thông thì làm sao mà có thể giữ an toàn cho mình và cho người khác được. Quý vị thấy không? Trong khi đất nước này đâu phải là đã đến độ mà, đâu có phải đến cái độ mà cùng cực rồi đâu mà họ có thể... phá hoại tượng đài là điều rất đúng. Và quý vị biết rồi, mai mốt mà ai đốt cờ nữa là cũng phải bị hình phạt. Phương Thanh nhớ như là 1 năm tù thì phải. Tại vì lá cờ tổ quốc, một lá cờ thiêng liêng, biết bao nhiêu xương máu đổ vào để bảo vệ lá cờ đó. Và cho đến ngày giờ phút này, nước Mỹ đang là một nước gọi là cường quốc đứng đầu trên thế giới, mà họ không tôn trọng cái lá cờ của nước Mỹ thì họ ở nước Mỹ làm gì? Họ là thành phần nào? Chúng ta thấy rõ ràng. Và cái bà thị trưởng ở Seattle kỳ này, bà phải lên tiếng là bà sẽ dẹp những cái gọi là những người mà trong cái khu tự trị đó. Bà nói đấy là mùa hè yêu thương của khu, ở những khu đó. Mà giờ phút này mùa hè yêu thương mà chém giết bắn nhau, rồi nghĩa là hành gọi là đàn áp dân chúng, rồi lộng hành nghĩa là vô pháp vô thiên ở trong khu đó. Nếu mà không làm được, đó là trách nhiệm của thị trưởng ở Seattle và trách nhiệm của thống đốc. Họ không làm được thì ai làm bây giờ? Và quý vị, ông John Bolton này còn được biết là ông ấy, bà vợ của ông hiện nay, ông bà đã làm, người ta nói họ, ông ấy tiêu tùng vì bà vợ, tại bà vợ của ông ấy là một một người đang giữ cái chức gọi là làm gì cho tàu cộng, Phương Thanh quên mất rồi, và chắc có lẽ là nghe lời của vợ chăng. Bà này, cái thuyết âm mưu cho rằng John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ mà ba đời tổng thống nữa, vừa bị tổng thống Trump sa thải, thì nghe lời vợ, vì rằng vợ của Bolton đang làm giám đốc một công ty bảo hiểm ở Pháp và đang nắm giữ hàng tỷ Mỹ Kim khách hàng từ Trung Cộng, và bởi vậy cho nên đã bị tụi nó sách động. Và dĩ nhiên là người ta nói đó là cái tin mà ta là John Bolton nghe lời của vợ mà có những hành động. Quý vị thấy, hỏi rằng một cố vấn an ninh quốc gia mà khi bất mãn, mà khi bị sa thải hoặc là không làm việc nữa, ra viết sách nói ra, bây giờ ai chứng minh được những cái điều của ông nói là về Tổng thống Trump là đúng? Có ai kiểm chứng gì đâu. Ngay cả ông cố vấn thương mại của Tòa Bạch Ốc là ông Peter Navarro, là ông viết cuốn sách mà chết mà bởi tay Trung Cộng đó, ông nói là ông đã có mặt khi mà Tổng thống Trump có cuộc gặp mặt với Tập Cận Bình, và ông chưa từng nghe thấy Tổng thống đưa ra một cái điều kiện nào nói là giúp đỡ, nhờ Tập Cận Bình giúp đỡ ông để ông ấy tái đắc cử kỳ này. Và họ nói là ông Navarro nói với CNN rằng cái sự cáo buộc mà ông John Bolton đối với Tổng thống đưa ra trong cuốn sách là chỉ là điều ngớ ngẩn mà thôi. Và Tổng thống Trump hiện nay ông rất cứng rắn với Trung Cộng, không thể nào mà đối với một người mà như Tổng thống Trump cần gì mà phải đi cầu cạnh Tập Cận Bình để giúp cho Tổng thống mà đắc cử được. Mình nhìn thấy, nhắm mắt vào cũng chưa thể thấy được là ai là người thắng. Vậy mà truyền thông tị nạn ở đây họ nói Tổng thống Donald Trump kỳ này thua ông Joe Biden mấy điểm lận, và nếu mà bỏ phiếu ngày hôm nay thì Joe Biden sẽ là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Đó là một điều kinh hoàng của chúng ta. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.